Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Tuấn Phan Cuộc Sống 7. Và hôm nay mình sẽ làm món chân gà xả tắc, một cái món ăn rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ có xả, gừng, ớt và tắc, lá chanh. Và ngoài ra chân gà thì mình còn có đường, nước mắm, giấm và nước lọc. Thì đầu tiên mình sẽ đi rửa chân gà. Chân gà mình sẽ chặt móng bỏ đi cho vệ sinh nhé. Mình sẽ rửa chân, bỏ vào đây một ít muối hoặc là giấm. Và mình sẽ rửa chân gà cho nó được thơm tho và nó sạch sẽ hơn. Mình bỏ vào đây một miếng muối, gừng, lá chanh, xả. Và mình nấu cái hỗn hợp này lên và mình bỏ chân gà vào. Mình sẽ nấu lên để cho chân gà nó sẽ được thơm. Sau khoảng thời gian 15 phút thì chân gà của mình cũng đã chín rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái thau nước đá lạnh và mình bỏ chân gà vào để cho nó sẽ được giòn hơn. Mình sẽ ngâm chân gà vào trong thau nước đá lạnh này khoảng 15 phút. Và sau khoảng 15 phút rồi thì mình sẽ lấy chân gà lên. Và mình muốn cho nó giòn hơn nữa thì mình sẽ bỏ chân gà vào trong cái tủ đá, bỏ vào trong tủ lạnh ngăn đá nha mọi người. Đây, mình bỏ vào bịch ni lông và mình bỏ vào tủ đá. Mình để trong khoảng 30 phút thì cái chân gà của mình nó rất là giòn luôn. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm. Đây là một chén đường, hai chén nước, một chén nước mắm, mình dùng nước mắm loại ngon, và một chén giấm. Mình sẽ đánh tan cái hỗn hợp này lên và mình sẽ nấu cho sôi và mình để thiệt là nguội mình mới bỏ chân gà vào nhé. Mình sẽ đi sắc tắc, lá chanh mình sắc thái ra, ớt, gừng và xả. Mình sẽ sắc cái hỗn hợp này lên. Bây giờ chân gà của mình thì bỏ vô tủ đông nó cũng đã giòn rồi và nước mắm cũng đã nguội rồi. Mình sẽ đổ vào mình ngâm và bỏ các loại gừng, ớt, tắc, lá chanh, xả. Mình sẽ bỏ vào chung để mình ngâm với cái hỗn hợp nước mắm này. Và mình sẽ ngâm nó ở ngoài khoảng là 4 tiếng. Xong mình sẽ bỏ vào tủ lạnh và mình sẽ bỏ qua ngày mình sẽ dùng. Chân gà mình sẽ bảo quản được từ 4 đến 5 ngày trong tủ mát. Ăn ngon nhất là mình vẫn để vào tủ lạnh và ngày hôm sau mình ăn nhé mọi người. Mình sẽ bọc vào. Và bây giờ mình sẽ làm nước chấm. Thì mình gồm khoảng 8 trái tắc. Mình sẽ bỏ hạt đi hết. Đây là tỏi băm, lá chanh thái nhuyễn, ớt, 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng sữa đặc và 1 muỗng tiêu. Còn cái vỏ tắc á, thì mình sẽ sắc nhuyễn ra nha mọi người. Sắc sợi hoặc là sắc khoanh gì cũng được. Và mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Như vậy là cái món chân gà xả tắc của mình đã hoàn thành rồi. Rất là thơm và hấp dẫn mọi người. Mình sẽ thử nhé. Chân gà vàng ươm luôn. Giòn rụm. Ngon quá. Gia vị thì rất là thấm luôn mọi người. Một chút chua chua của giấm, ngọt ngọt của đường và cái độ mặn mà của nước mắm hòa quyện vào nhau rất là ngon. Với lại thêm mùi chanh, mùi tắc và xả. Rất là hấp dẫn. Quá ngon luôn. Ăn chân gà phải múc múc những miếng ngon mọi người.
Chân gà rất là nhiều da và gan, nói chung là nhiều thịt đó mọi người, rất là mốc. Để lựa được cái để làm món chân gà này cho ngon đó mọi người, mình hãy lựa chân mình hãy mua chân gà công nghiệp á, thì nó sẽ mập và nó sẽ nhiều da và thịt, da và gân. Còn nếu mà mình mua cái chân gà ta á mọi người, thì nó dai nhưng mà nó lại teo á mọi người, lúc mà mình luộc và mình ngâm á, nó sẽ teo đi, không có còn gì để mà ăn hết nữa, nên cái chân gà công nghiệp đó là làm cái món này là hợp lý nhất, rất là mướp luôn. Mình làm cái món này á, nó rất là giòn luôn, tại vì mình có ngâm qua 2 lần nước mà mình luộc xong á thì mình sẽ ngâm nước đá 15 phút, xong rồi mình sẽ bỏ vào tủ lạnh 30 phút luôn. Như vậy thì cái độ giòn của nó rất là giòn, giòn rụm luôn nè mọi người, rất là giòn và ngon. Trứng gà mình nhớ chặt móng đi nha, để cho nó nhìn nó được vệ sinh là nó đỡ sợ hơn. Tụi Mỹ mà thấy mình ăn trứng gà này chắc nó chạy mất dép quá. Còn những ai mà biết ăn cái món này thôi là coi như là ăn là từ chết tới bị thương luôn mọi người, càng ăn càng ghiền, rất là ngon. Món này mình ăn mình bóc tay thì nó có hơi không vệ sinh một chút, nhưng mà ăn chân gà thì ai cũng phải bóc tay nữa mọi người, ai đâu mà xài đũa, mình đố ai mà ăn chân gà mà cầm đũa được ạ. Rất là đã luôn. Cái nước sốt này nè mọi người, mình có bỏ thêm sữa đặc ở trong á, nên cái độ sánh của nó rất là ngon và cái vị rất là quá tuyệt luôn. Mọi người có làm món chân gà thì hãy nhớ làm theo cái nước chấm theo cái cách của mình làm thôi nhé, bảo đảm ngon luôn. Nước chấm thơm thơm của tắc, cây cây của chanh và có lá chanh, mình có dùng chanh thái đó mọi người, lá chanh thái nên nó rất là thơm luôn. Để làm cái món này á thì mình phải cần chanh Việt Nam á mọi người, thì nó mới ngon. Mình đi mua được một cây chanh của Việt Nam, quên, sorry, tắc Việt Nam, tắc Việt Nam mình á, thì cái vỏ nó mỏng mà nó rất là nhiều nước và cái nước nó chua, nó làm rất là ngon. Còn tắc Mỹ á mọi người, thì đây đây là tắc Mỹ nè, cái trái nó rất là dài và nó nhọn nè mọi người. Đây, nó rất là ít nước và nó rất là mập thịt, nhưng mà ăn sống thì coi như là quá tuyệt luôn mọi người. Thịt không à, nhưng mà nó rất là ngọt, nó không có chua, ngọt ngọt chua chua, nó chỉ có chua một chút thôi, rất là ngon. Cái này mà ăn sống thì ngon, chứ để mà làm chân gà xảo tắc thì nó lại không có được ngon, tại vì nó không có nhiều nước á. Nếu mình kiếm đi mua được một cây
tách Việt Nam, mình về và mình làm món này. Ở bên này mấy năm nay người ta không có cho bán mấy cái tắc, tại vì nó bị dịch, bị sâu bọ rồi nên bị chặt hết rồi, và mình săn lùng dữ lắm mới được một cái tắc, rất là thích luôn. Cái này lá chanh thái rất là thơm, ăn được hết nha mọi người. Bữa nào mình sẽ đi kiếm mua một cây chanh thái về nữa. Gừng, xả, giờ nó đã thấm gia vị á. Để mà cái món này được ngon đó mọi người thì mình làm xong mình đừng có ăn liền nhé, mình ngâm một ngày đi, mình để qua một đêm gia vị thấm vô, lúc đó là mình ăn là coi như là quá tuyệt luôn. Mà cái món này á, ai mà làm để mà nhậu á thì là số 1. Mà mình làm nhậu thì mình nhớ mình làm đại bạn bè hay là gia đình thì mình làm trước một ngày, xong mình ngâm cho nó thấm thì hôm sau mình ăn, hôm sau mình nhậu là quá tuyệt luôn rồi. Về cái nước này nè, ví dụ hôm nay mình làm xong, ngày mai mình ngâm, mình ăn xong hết cái đám chân gà đó thì còn cái nước đó mình ngâm lại được thêm một lần nữa nha mọi người. Mình đã thử làm rồi, nó cũng giống như cái nước ban đầu luôn. Bỏ đi cũng phí nha. Ăn cái chân gà này thì rất là ngon, nó có nhiều collagen lắm, rất là tốt cho da luôn. Nhưng mà nó cực một cái là mình lựa ra rất là nhiều xương, có khi nào kéo một cái nó bay cái răng luôn mà. Mình chở mọi người nghe, lúc mà mình mới qua đây á, mình bị một cái răng mà ở Việt Nam mình răng ở trong cùng á mình chám rồi, nhưng mà qua đây không biết sao tự nhiên cái nó bị hư, cái phải đi chỗ bác sĩ Mỹ á, người ta kêu mình là phải nhổ ra chứ nó bị viêm ở dưới rồi. Trời ơi, nhổ hết 800 luôn mọi người. Trời ơi, mình không tin luôn. Mà mình về mình kể trong chỗ làm của mình á thì ai cũng kêu trời ơi sao mày xạo vậy, mày nổ vậy, trời ơi nổ làm gì phải mọi người, có sao nó vậy thôi. Trời ơi, 800 mà mình ăn cái chân gà mà xúc mà gãy một cái răng chắc ngồi khóc luôn rồi, chắc khóc tiếng miên luôn á. Vì ăn cái này cũng cẩn thận chút. Mình nghĩ cái món này cũng nhiều người biết làm, nhưng mà để mà nó không có bị nhớt các mọi người thì mình phải để cái nước mắm á nó phải thiệt là nguội, sau đó mình mới ngâm chân gà nha, thì nó sẽ không có bị nhớt, với lại là để cho nó không có bị đắng á, mình bỏ tắc vô không bị đắng á thì mình cũng để cho cái nước ngâm nó thiệt là nguội mình mới bỏ vô, chứ không thì thôi là cái nước nó sẽ bị đắng, nó sẽ không có ngon nha mọi người. Nhớ cái đó, là muốn cho nó giòn thì mình phải ngâm qua nước đá, rồi theo cách của mình thì bỏ vô thêm tủ đông nữa đi, nó sẽ giòn hơn nữa. Nếu mà trong này có tắc ngon quá mà. Trời, ham ăn quá, quên mời mọi người, sorry. Mời mọi người dùng với mình. Biết là mời mọi người cũng đâu có ăn được đâu, nhưng mà thôi lịch sự phải mời. Quá đã luôn. Một chút chua chua của tắc, chút cay của ớt, chút vị của lá chanh, rồi sữa, đường, muối, trời hòa quyện lại nhau. Quá được luôn mà.
Ai mà biết ăn cái món này là ghiền luôn ha. Mọi người thử làm cái nước chấm giống của mình đi nha. Trời, mình bảo đảm là ngon tuyệt vời luôn. Không ngon nhớ tìm mình bán vốn nhé. Mà bảo đảm là ngon. Nhìn vừa đẹp mắt mà ăn lại ngon nữa. Quá đã. Coi như là mình sẽ thầu nguyên cái đám trứng gà này mọi người. Cái món này mà làm nhậu là số 1 luôn. Nói về cái nước mắm để mà ngâm chân đó mọi người, nó thấm vô cùng luôn. Trời, nó rất là thấm. Mà nó cũng không có chua, cũng không có mặn, mà cũng không có ngọt. Nó hòa quyện lại vào với nhau vậy. Rất là tuyệt luôn. Mọi người làm theo cái công thức của mình thôi nhé. Bớt thêm miếng nước chấm nữa. Quá đã. Ăn cái này mà mình không có ăn hết cái răng á, uổng lắm mọi người. Phí lắm. Nó nhiều collagen rất là tốt, với lại ăn rất là ngon. Mà thực ra nó chỉ có da với răng thôi mà mình không ăn hết thì mình bỏ uổng á. Trời, nó ngon quá. Giòn rụm luôn. Quá tuyệt vời. Cái tắc này nó rất là ngọt và ngon. Nó lại không có chua. Miếng ớt. Thôi, cái video của mình thì đến đây mình sẽ xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình, cũng như like và đăng ký kênh theo dõi ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn và chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.